cho cô đủ thứ này kia vậy chứ. Mình nói là it cuts both way. Cái chuyện vợ chồng mình nó có qua có lại, it cuts both way. Nó là vậy, có qua có lại. Có sức chơi ông bà mình nói, sức chơi sức chịu, có sức liệu mà chơi. All right, thành ra tôi không có giờ, tôi dạy hết cái bài này, bữa khác dạy tiếp. Nhưng mà dưới quý vị có 17 câu đem về nhà học. Bên trái câu tiếng Mỹ, ở giữa câu tiếng Việt, bên tay mặt là cách đọc, rõ ràng thấy không? Để tôi coi có cái câu nào hay trong này. Câu số 17 này hay, có gì biết để rủi ai mà họ nói xấu luật sư đó. Thì mình an ủi luật sư bằng cái câu này ha. Tại người ở bên Mỹ mà nó xếp luật sư là nó xếp hạng bét ở dưới hết. Hồi trưa thầy Xuân có dạy nói là ở bên Mỹ mà cái nghề gì người ta cho là xấu nhất, bán xe hơi. Mà họ xếp cái nghề mà cao nhất ở bên Mỹ là làm lề ngầu mục sư. Mục sư hay linh mục họ xếp trên cùng hết. Còn mà luật sư đó thì dưới, nhưng mà trên người bán xe hơi. Xe car salesman, car salesman là người bán xe. Cho nên văn hóa đông phương của mình cũng xếp là bốn nghề là về sĩ, nông công thương. Cái anh buôn bán là anh xấu, tại anh ấy nói láo lắm. Tại anh bán mà nói láo nhiều hơn nhất là bán ngựa. Cho nên ở bên đông phương của mình là có cái nghề bán ngựa đồng với cái người bán xe hơi bên Mỹ. Cũng bị xếp là phía cùng hết. Cho nên cái câu 17 là cái câu mà khi mà bên Mỹ mà họ nói ơi ông đó làm nghề gì, tôi nghề luật sư, no good nha. Gửi mà muốn gả con cho luật sư, không cho gả chịu luật sư. Con gái mà đi hát thì gọi là sướng ca vô loại. Đây đó. Số 17 á, thì lại trong chuyện Thánh Kinh lại ghi đó, chính luật sư là cái người đã cứu ông tông đồ Phao-lô khỏi ở tù, khỏi chết. Câu số 17, ironically, tức là một cách mỉa mai thay. Iron là sắt đó, ironically là giống như sắt, mỉa mai là it was a lawyer, chính là vị luật sư, who saved, là người mà đã cứu, saved là cứu, apostle là tông đồ, một cái ông môn tông đồ. Peter là thánh ông Pharaoh, xin lỗi, là thánh Pharaoh trong bài thánh Phao-lô, from death, khỏi chết, thấy không? Mỉa mai thay, chính lại vì luật sư là cái người mà đã cứu thánh tông đồ Pharaoh mà bây giờ tức là đức giáo hoàng đó của Vatican đó, from death. Đó, theo người Công giáo hiểu rằng là thánh Pharaoh tức là đức giáo hoàng đầu tiên. Là đức giáo hoàng bây giờ tức là đức giáo hoàng của thời cuối cùng nha. Chữ đó là lawyer cũng là đồng nghĩa với attorney nha. Death là sự chết. Yeah. Ok, chúng ta nghỉ 5 phút giải lao, ở ngoài ngoại có bánh trái cho quý vị dùng. Rồi trở lại 2 giờ 3 giờ có giờ của linh mục Minh Thành, bác sẽ dạy tiếp nha. Thank you quý vị nha. Happy New Year nha. Happy New Year.